Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án luật cảnh sát cơ động chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Dự thảo luật cảnh sát cơ động gồm 5 chương, 31 điều với nội dung bám sát các chính sách đã được Quốc hội, chính phủ thông qua, kế thừa các quy định của pháp lệnh cảnh sát cơ động và bổ sung những quy định mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động của cảnh sát cơ động. Góp ý dự thảo luật, các đại biểu cơ bản nhất tri cao với việc xây dựng và ban hành luật cảnh sát cơ động nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường ghi nhận các ý kiến góp ý tầm huyết, trách nhiệm, xác thực thực tiễn của các đại biểu, đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan và công an thành phố tiếp tục nghiên cứu, góp ý xây dựng dự thảo luật một cách sâu sắc, cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách cho lực lượng cảnh sát cơ động.